Diên thông năm căn. Diên thông nhãn căn. Ana Luật Đà. Ana Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: Khi mới xuất gia, con thường thích ngủ. Như Lai quở trách con là loại súc sinh. Con nghe Phật mắng, khóc thầm tự trách mình. Suốt 7 ngày đêm không ngủ, bị mù hai mắt. Giảng giải: Ana Luật Đà, tiếng Sanskrit là Aniruddha, Hán dịch là vô bần, như ý. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ sát chân Phật và bạch Phật rằng: Khi mới xuất gia, con thường thích ngủ. Như Lai quở trách con là loại súc sinh. Đức Phật nói với ông rằng: Này ông, sao quá mê ngủ, như con sò trong vỏ cứng. Ông ngủ suốt cả ngàn năm, tên Phật rồi chẳng nghe thấy. Khi Đức Phật quở trách ông như vậy, ông rất hối lỗi. Con nghe Phật mắng, khóc thầm tự trách mình. Tại sao mình quá mềm yếu? Con tự hỏi mình, sao ngươi cứ thích ngủ suốt ngày? Được rồi, từ nay ta không cho phép ông ngủ nữa. Suốt 7 ngày đêm không ngủ, có lẽ Ana Luật Đà đã luân phiên đi kinh hành và ngồi để giữ cho mình khỏi buồn ngủ, đến bị mù hai mắt. Mắt phải làm việc suốt ngày, nhưng ban đêm phải được nghỉ ngơi. Nếu quý vị không để cho nó nghỉ ngơi và khiến nó quá mệt, thì nó sẽ không còn thấy được nữa. Nó sẽ đình công. Thế nên Ana Luật Đà phải bị mù mắt. Kinh văn: Thế Tôn dạy con tu pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Con bị mù mắt, nhưng thấy mười phương rỗng suốt tinh tường, như thấy trái cây trong lòng bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con đạt quả vị A-la-hán. Giảng giải: Thế Tôn thương xót con vì đã bị mù, nên đã dạy con pháp tu gọi là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội. Con tu tập pháp môn này một thời gian dài và đạt được thiên nhãn, gọi là bán đầu thiên nhãn. Con bị mù mắt, dù con không thấy được các thứ bằng mắt thường, nhưng với thiên nhãn, con thấy mười phương rỗng suốt tinh tường, như thấy trái cây trong lòng bàn tay. Giống như thấy được trái xoài trong lòng bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con đạt quả vị A-la-hán. Kinh văn: Đức Phật hỏi về Diên Thông, như chỗ sở chứng của con, xoay cái thấy trở về căn nguyên, đó là pháp môn hay nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi các vị Bồ Tát và các vị đệ tử về Diên Thông mà các ngài đã chứng được, như chỗ sở chứng của con, xoay cái thấy trở về căn nguyên, đó là pháp môn hay nhất. Như con, Ana Luật Đà, đã nhận ra rằng quay cái thấy trở về lại với bản tánh căn nguyên của mình mà tu tập, đây là phương pháp tốt nhất. Ha ha ha, 问什么的说